khối tài sản khủng của ca sĩ Ngọc Sơn. Ngọc Sơn từng gây xôn xao khi sở hữu căn biệt thự đắt đỏ tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin được chia sẻ, căn nhà có giá trị 5 triệu đô, tương đương 100 tỷ. Cơ ngơi của Ngọc Sơn gồm 4 tầng, trông bề thế uy nghi, có nội thất chủ yếu là gỗ được chạm trổ kỳ công. Tuy nhiên, cách trang trí của Ngọc Sơn khiến nhiều người sốc vì khác người và lạ đời. Bên cạnh việc tậu nhà, Ngọc Sơn còn được biết đến là một nghệ sĩ có đam mê sưu tập siêu xe. Năm 95, anh mua dòng xe Cadillac, trở thành ngôi sao đầu tiên của Việt Nam sở hữu chiếc xe dành cho những vương giả phương Tây. Sau đó duy trì thói quen sưu tập xế hộp, Ngọc Sơn cho biết ai giới thiệu xe nào hấp dẫn là Ngọc Sơn sẽ sắm cho bằng người ta. Năm 2000, Ngọc Sơn gây sốc khi đầu tư 1.000 cây vàng để tự đúc tượng mình rồi cho đặt trước cửa nhà. Nam ca sĩ tự hào cho rằng đây là công trình chưa từng có trên thế giới. Năm 2013, Ngọc Sơn từng tiết lộ việc đã mua bảo hiểm trinh tiết đời trai 1 triệu đô. Anh chia sẻ rằng việc bỏ số tiền lớn để mua bảo hiểm trinh tiết thể hiện quan điểm chỉ trao cho người xứng đáng và duy nhất. Ngoài biệt thự ở thành phố Hồ Chí Minh, Ngọc Sơn còn mua thêm một căn nhà 100m² vào năm 2017 tại khu đô thị xa hoa giàu có bậc nhất Hà Nội để tiện ăn ở sinh hoạt mỗi khi anh đi diễn. Ngôi nhà mới của nam ca sĩ có giá hàng chục tỷ đồng. Căn nhà này là tài sản vô giá với tôi, là thứ không thể đo đếm bằng tiền hay bất cứ điều gì khác. Giá trị về tình cảm, về những ý nghĩa thiêng liêng của nó khiến Ngọc Sơn trân trọng, coi như một nửa đời người của mình. Sao có thể nói chuyện tiền nong? Anh chia sẻ, năm 2018, nhân dịp sinh nhật 48 tuổi, Ngọc Sơn được mẹ tặng món quà bất ngờ, đó là chiếc xe sang trị giá gần 3 tỷ. Đến thời điểm hiện tại, nam ca sĩ khiến khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống sung túc. Anh tiết lộ bản thân mua đồ hiệu không cần xem giá. Mới đây nhất, khi ngồi ghế giám khảo Hãy Nghe Tôi Hát, anh gây bất ngờ khi quyết định chơi lớn, tặng đồng hồ cho ca sĩ Thái Châu. Đây là món chơi phụ kiện thuộc thương hiệu nổi tiếng của Thụy Sĩ, là phiên bản giới hạn có giá 7 tỷ mà Ngọc Sơn rất yêu thích. Chính việc sở hữu khối tài sản khủng làm nhiều khán giả thắc mắc về việc cát xê của Ngọc Sơn cao như thế nào. Một bầu show cho biết mức thù lao của nam ca sĩ tại hải ngoại ở mức cao ngất ngưởng 200 triệu một show. Dù cát xê khá cao nhưng Ngọc Sơn vẫn nhận nhiều lời mời từ phía Bắc, các chương trình ca nhạc. Nam ca sĩ cũng dành thời gian tham gia nhiều chương trình giải trí trong vai trò giám khảo huấn luyện viên.